Hiện nay trên địa bàn huyện Vân Hồ có hai khu cách ly tập trung của tỉnh tại trụ sở công an huyện cũ thuộc bản Bó Nhàng và trường phổ thông dân tộc nội trú Trung học cơ sở cho phổ thông Vân Hồ thuộc bản Suối Lìn, xã Vân Hồ. Một khu cách ly tập trung của huyện tại đồn biên phòng Tân Xuân Cũ, xã Xuân Nha. Một khu điều trị F0 tại Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện thuộc bản Hang Trùng, xã Vân Hồ. Và một khu đón phân loại công dân tại điểm trường mầm non Pa Kha, xã Lóng Luông với tổng sức chứa từ 6 đến 700 người. Để đảm bảo phục vụ tốt công tác cách ly điều trị cho bệnh nhân, ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 huyện đã chỉ đạo các cơ quan đơn vị chức năng tập trung sửa chữa, nâng cấp, hoàn thiện hệ thống điện, cấp thoát xử lý nước, camera giám sát, nhà vệ sinh, điểm xử lý rác thải y tế, giường ngủ. Kinh phí sửa chữa, nâng cấp từ nguồn ngân sách huyện và một phần xã hội hóa. Hiện các khu cách ly đã tiếp nhận cách ly đối với 135 công dân. Bên cạnh đó, Trung tâm Chỉ huy Phòng chống dịch bệnh COVID-19 huyện Vân Hồ đã huy động các nguồn lực bốn tại chỗ để phục vụ công tác phòng chống dịch. Sử dụng hệ thống liều bạt giã chiến của lực lượng vũ trang làm điểm trực nghỉ tạm thời cho các lực lượng tham gia tại các chốt kiểm dịch, điểm test nhanh, đồng thời yêu cầu các địa phương chủ động tự xây dựng các khu cách ly tập trung cấp xã, kêu gọi sự ủng hộ đóng góp của các tổ chức cá nhân cho công tác phòng chống dịch.